Chàng ơi, chàng ơi, chàng... Mợ. Hai người đang làm gì vậy? Quỳnh Hoa, chuyện này không phải ta. Không phải ta, ta... Chàng... Quỳnh Hoa, Mợ. Tại sao vậy? Mợ. Quỳnh Hoa, Mợ. Quỳnh Hoa, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà. Quỳnh Hoa, đừng làm ta sợ mà. Thiếp không muốn nghe, thiếp không muốn nghe. Chàng đi đi. Đi đi mà. Quỳnh Hoa, ta thề danh dự với nàng là ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Ta không hề biết tại sao ta làm những chuyện như vậy nữa. Thiếp đã nói là không muốn nghe mà. Chàng đi đi. Chàng đi ra khỏi phòng này đi. Chàng đi đi. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng đi đi. Nàng nghe ta nói đi mà. Mẹ đã nói cạn lời cạn ý rồi. Bây giờ gạo đã lỡ nấu thành cơm. Cho dù con có làm to chuyện hay làm tình làm tội, nó cũng không có thay đổi được. Con à, xấu chàng hổ thiếp. Con cũng nên nhớ, đàn ông 5 thê 7 thiếp đó cũng là chuyện bình thường. Huống chi chuyện này là do nó quá sai nên nó mới làm như vậy. Con phải hiểu và thông cảm cho nó chứ. Quỳnh Hoa, ta là người có lỗi trong chuyện này. Vì quá chén, ta đã để cớ sự đi quá xa. Nếu như nàng giận trách ta, ta xin nhận. Xin đừng phiền muộn mà tâm sinh thêm bệnh, thì trong lòng ta áy náy bội phần. Mọi chuyện á cũng do con Tố Liên này mà ra nè. Nếu như nó không xuất hiện trong cái nhà này thì đâu có xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Bây giờ nếu muốn mọi chuyện êm xuôi, chỉ còn một cách duy nhất là Tố Liên phải đi ra khỏi nhà này. Mẹ xử như vậy con thấy sao Quỳnh Hoa? Tố Liên thân gái một mình ra khỏi nhà này thì biết đi đâu về đâu. Rủi gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao? Mẹ cũng nghĩ như con vậy đó. Nếu làm như vậy, khác nào gia đình mình đẩy cô ta vào con đường cùng. Con à, có phải là thất đức lắm không con? Tố Liên, cô thấy con dâu của ta có nhân từ độ lượng hay không? Vậy mà cô dám làm chuyện có lỗi với nó. Mau quỳ xuống tạ tội với con dâu của ta đi. Dạ, con không biết nói gì hơn. Tấm lòng của mợ thật là cao thượng, làm con thấy hổ thẹn. Mợ có đuổi con đi thì con cũng cam lòng. Quỳnh Hoa, Tố Liên nó cũng biết lỗi rồi con à. Hay là con dị tha bỏ qua cho nó nghe. Con xin mợ tha lỗi cho con xin mợ. Cô đứng lên đi. Mợ không tha lỗi cho con thì con sẽ quỳ mãi, con không đứng lên đâu. Thôi, cô đứng lên đi. Tôi không giận gì cô đâu. Quỳnh Hoa nói như vậy là đã tha lỗi cho cô rồi. Cô đứng lên đi, rồi đi ra khỏi căn phòng này. Từ ra về sau không được bước chân vô phòng này, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn bà, con cảm ơn mợ, con cảm ơn cậu.